cái công hội rách nát này quả thực hào khí một túi vàng lớn mà làm như rác rưởi ném đi còn gieo hò nam chủ là thần đồng toán học vừa rồi ble còn đang tìm hiểu về tiền thưởng y của người đăng bài người nhà lập tức hăng hái không ngừng tâm bốc công hội giàu như thế nào hệ thống thường vàng hoàn chỉnh và tiên tiến đó đơn giản chỉ là phúc lợi xã hội thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội chỉ cần giải quyết một vấn đề nhỏ là có thể có được đôi tay non mềm bài phát biểu đầy cảm xúc này làm tinh thần ble sôi sục quyết tâm cũng phải nỗ lực để báo đáp cư dân thành phố yapo không có biện pháp hắn cho thật sự là quá nhiều rồi sau đó bị dắt đến bức tường treo thường phía trên bị dán dày đặc đủ loại giấy người qua đường nhìn thấy những mảnh giấy bám đầy bụi mù này quả thực là vấn đề khó khăn khiến không ít người bỏ cuộc cũng không biết khi còn sống bản thân còn có thể hay không gặp được người có thể giải quyết được vấn đề này Blair trầm mặc nhìn các vấn đề toán học trên tường đề nghị muốn một mình suy ngẫm một chút sau đó bày ra bộ dáng đau khổ suy tư vào khắc này quanh người Blair giống như phát sáng giống như chân lý của sự thực không còn xa nữa điều này dẫn đến chỉ đạo viên càng thêm tin tưởng Ble quả thực là một thiên tài toán học đại não có thể nhảy đến 280 số bản thân sẽ là người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này hoàn toàn không nhận ra ble đã rời đi từ lâu hội trường lập tức lâm vào hỗn loạn người gì đâu lớn rồi còn chơi trò mất dạy ble lúc này đang vui sướng như chó chạy ngoài đồng trên tường tre thường chỉ toàn là mấy bài toán tiểu học vừa nhìn suýt thì cười chết rồi vừa nghĩ đến sô cô la vàng tặng không được bản thân cũng không muốn can thiệp vào sự phát triển toán học của thế giới nhưng bọn học thực sự là giàu chết đi được kể ra cái hội rách nát này cũng giàu ra phết nghĩ đến cảnh bản thân đựng vàng đến đầy túi ble sung sướng nhảy như thằng hâm trở về ngày hôm sau người quét xác hỏi hội trường liệu cái người gọi là thiên tài kia có thể thành công không chứ tôi nhìn cái bộ dáng chạy trôi chết đó thật giống như bị dọa sợ rồi vì phó chủ tịch dày dặn kinh nghiệm lại thấy đó là chuyện tương tình dẫu sao dù là học giả có tiếng cũng vẫn không giải quyết được vấn đề mới phải ở lại đến tận giờ dù có là thiên tài thì cũng không giải được trong thời gian ngắn cho một tiếng trồng giấy dày cộp được đặt trên bàn ngài chủ tịch người đến con ngạo mạn nói nhanh kiểm tra đây đều là các vấn đề được treo trên tường nhanh đưa tiền để ra còn đi hóa ra là đeo bịt mắt độc quyền của mickey Lè bí danh là trần lạc lai đánh chết gió mùa thu quả nhiên tên thăm tài này làm sao dễ dàng từ bỏ cơ hội kiếm tiền cơ chứ nghe được đống giấy này là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên tường phó hội trường ngạc nhiên đến rơi mất cả con người Blair một lần nữa nhấn mạnh rằng 23 câu hỏi toán học đã làm phiền hiệp hội trong một thời gian dài đều ở đây chuẩn bị tiền chuộc đê sau khi tất cả mọi người tăng ca xác minh quả nhiên toàn bộ đáp án đều chính xác toàn bộ học giả đều xấu hổ vì có người vậy mà có thể giải được toàn bộ bản thân từ nhỏ đến giờ chưa thấy ai có thể giải được lần này thế mà một lần trả lời tất cả mọi người đều tò mò vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào sau khi thảo luận mọi người đều có chút nghi hoặc tất cả các loại giải thích thân học đều chút xuống đầu ble càng tôn sưng là thần toán học lê ngủ gật trong sự cổ vũ của mọi người còn chưa ý thức được từ hôm nay bản thân sẽ bị người người truy lùng chỉ tưởng là nghiệm chứng xong có thể nhận thường mọi người một bộ khách khách khi khi vây quanh anh lê quyết định trước tiên phải nói rõ tiền nong 533 hoàng kim bỏ số lẻ là một nghìn đi hoàn tay đã chạy đến hiệp hội ma pháp để mua một chiếc túi lớn đây là đống vàng lớn nhất từ trước đến giờ tôi được thấy nhiều đến mức có thể nhét đầy cả một chiếc bánh xe một binh lính đang túc ngựa chạy trong mưa mục đích chuyến đi này của hắn là đến phủ đệ của thành chủ thành ba người này hô to vương đô xa lệnh có việc gấp phải bẩm báo thành chủ trong phủ đệ sau khi thành chủ đọc xong công văn không dám tin tê những gì được viết ở trên là sự thật vệ binh đưa thư nói đây là tin tức được vương đô xác thực ma pháp sư cao cấp phản bội đã lèn vào trong thành thành chủ phu nhân vô cùng sợ hãi vị ma pháp sư đào tàu này thực lực cao cường lòng dạ lại độc ác ba năm trước hắn ta đã biến mất hiện tại sao lại xuất hiện trong thành Nhà Bô chứ nếu hắn ta có ý đó vậy thành Nha Bô sợ là tùy thời đều có thể bị hủy diệt đêm rông bão giờ khác này càng thêm âm u mà nam chủ còn đang chán nản bốc phét trong lớp học học tập ma pháp mới tăng lên tinh thần lực mặc dù đủ nhanh nhưng thể lực tiêu hao quả thật quá lớn mà thực sự là đốt tiền quá đi lần trước lĩnh thường mua ma pháp đã tiêu hết một nửa dựa theo tiến độ này mà nói 500 kim tệ còn chưa đủ nhét kẽ răng không tìm một con đường mới để kiếm tiền chắc chắn không sống nổi ngược lại mập mạp vẫn bị ổi như trước các loại chiêu chọc ble sống với cô giáo xong cái nhìn lúc nào cũng lừa đường mệt mỏi ble làm cái tư thế khinh bỉ các cô gái ở hàng ghế đầu của lớp không ngừng bàn tán thì ra là có người lấy được chân dung lạc thần mọi người tranh nhau bình luận dung mạo chân dung rất đẹp trai nhưng ngoại trừ bịt mắt của hãng mickey những nơi khác căn bản không đúng ble tò mò hỏi tiểu béo lạc thần là ai hóa ra lúc trước có người tên trần lạc đã giải quyết vấn đề khó khăn trăm năm của hiệp hội toán học toàn bộ giới toán học của ngọc quốc đều chấn động mọi người đều đang tìm kiếm hắn ta toán học của hắn ta quả là quá nghịch thiên cho nên mới được gọi là lạc thần này làm ble cạn si em nói lời tại sao càng tuổi càng thay quá mập mà còn chua sót nói người lợi hại như vậy khẳng định là một cái lão già làm thế nào nó có thể là một anh chàng đẹp trai ble chỉ đành cười khan một tiếng một bộ dáng lười biếng đúng, đúng cậu nói gì cũng đúng nói đi cũng phải nói lại buổi chiều chính là thực hành ngoại khóa ma thuật. Tiểu Béo tò mò hỏi Ble muốn tổ đội cùng ai? Mập mập tự cảm thấy trình độ ma pháp quá kém, tính đi thực hành ma pháp cũng vô dụng, đến lúc đó xin nghỉ ôm trốn tiết còn hơn. Nghe nói lần thực hành ma thuật này là năm 2 cùng năm 3 thi cùng nhau. Trên ngọn núi sau trường, vài vị nam nữ sư đội mũ phù thì nói lời mở đầu. Giải thích sau núi đã loại bỏ hầu hết các mối nguy hiểm, nhưng vẫn phải chú ý không được tự tiện rời khỏi núi. Chỉ hoạt động trong phạm vi được chỉ định, nhưng thực tế cũng không thuận buồm xuôi gió. Hai vị học tỷ đến hỏi Ble muốn tổ đội với ai? Sư phụ nói muốn mọi người cùng nhau hoạt động, nghe vậy học tù Alice bật cười, nhìn không ra Ble học để còn rất có dạ tâm, vì muốn làm đồng đội với hai đội, tôi lại rất thích đề nghị này. Mắt thấy tình địch đã đồng ý, học tỷ ngạo kiều cũng đành đồng ý. Thật đúng là khẩu thị tâm phi, Ble nhẹ nhõm thở phào một hơi, trong lòng hoàn mỹ âm thầm khen ngợi bản thân cao minh. Không biết đây mới chính là tu la trường, đỉnh núi lúc hoàng hôn, đứng một đám người mặc áo đen và một người đàn ông mặc chiến bào. Rõ ràng người đàn ông có mái tóc trắng này chính là vị ma pháp sư cao cấp Đào tàu kia, đồng thời bọn họ cũng đã lên kế hoạch cuối cùng vào lúc đêm đến chính là lúc thành phố bị hủy